Các bác chị quay lại với Nông Dân Tây Nguyên TV nha. Lại là Nông Dân Tây Nguyên đây các bác chị ơi. Thì hiện tại em đang đứng ở trên một cái cây sầu riêng. Đây, cây sầu riêng này thì bắt đầu là đi đọt nha các bác chị. Trong thời kỳ làm trái mà đi đọt nhá. Thì vừa rồi cũng đã xịt một đợt chặn đọt cho nó, thì cái đọt cũng thấy nó có hiện tượng là nó quéo lại này các bác chị. Và nó đây như thế này. Đó, nó quéo lại, nó chậm phát triển. Nhưng mà kiểu là có số lượng sầu riêng của mình ít, mình cũng chưa an tâm lắm, với lại là đang có thời gian rảnh đó thì cũng chặn ra đây rồi rồi đi vặt vặt cho nó luôn, ngồi đi vặt từng cái chồi non như này đó. Các bác chị nhìn thấy nó quéo lại không? Đây, mình quặt như này thì nó sẽ được lâu hơn, mà mình ngồi mình chặn thì ảnh hưởng đến cây nữa. Đây là số lượng ít nhá, cây ít thì mình sẽ có thể làm được như thế này, còn nếu mà làm như cây nhiều thì cũng không nên làm thế này. Nếu sau này em mà số lượng cây mà nó nhiều nhiều trái mà rồi thì em sẽ làm theo phương án là chặn đọt hoặc là đốt đọt đấy, chứ còn không ngồi đi vặt tay này nhá. Nhưng bây giờ thì đang còn có thời gian và cây thì số lượng cây thì ít, có tầm đây ngoài có 7-8 cây ngoài này, với ở nhà 3 cây là 11 cây. Nhưng mà mình tranh thủ mình vừa giết thời gian luôn các bác chị. Đi ra đây nhiều khi là có cái sự tâm trạng nó thoải mái hơn. Đấy, các bác chị nghe xung quanh không? Chim nó hót này, gà nó kêu này, đó. Mọi thứ nó diễn ra giống kiểu như một cái sự tự nhiên. Mình nghe cảm giác nó thấy sảng khoái trong người. Thì cũng giống như một vị nhà sư vừa rồi là đi khổ hạnh ở từ Nam vào Bắc đấy. Nhà sư Minh Tuệ đấy. Thì như ông nhà sư đó thì ông cũng đi tu. Em thì không phải là một tín đồ bên đạo Phật hay là gì cả. Em chỉ có là ở đạo ở trong lương tâm của mình thôi. Nhưng mà nhìn góc độ thì cũng thấy ngưỡng mộ một vị nhà sư mà có thể mà gọi là sức phi thường như thế. Như sức đựng chịu đựng của con người mình trong một cái giới hạn nào thôi. Mà đây là đi giữa trời nắng này, giữa trời mưa này, nắng bao nhiêu độ thế, giữa mặt đường nóng cửa đó mà đi vẫn được, đấy, vẫn giỏi. Mà bao nhiêu năm nay rồi, thì vừa rồi đây thì mới được nổi tiếng trên mạng xã hội, biết đến với các TikToker và YouTube thì người ta đưa lên thì mới biết đến và nổi thôi. Còn trước kia thì ông tu một mình nên cũng chẳng ai biết đến. Nên là bây giờ thì mình thấy cái sự tu luyện của một nhà sư mà thấy như thế là mình thấy cũng ngưỡng mộ nhá. Nói chung một người bất kể ai cũng thế thôi. Nếu tu ở chùa, tu ở đâu hoặc bất kể ở đâu cũng thế. Mình cũng hướng đến một cái sự thiện, hướng đến một cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ngay bản thân em đây thì vì đi ra ngoài này mình cũng không phải là nói đây là gọi là để tu nhá. Nhưng mà mình ra đây thì có sự yên tĩnh và mình có sự tĩnh lặng hơn. Để mình suy nghĩ, mình có tận hưởng cái sự không gian yên tĩnh nhất so với ra phía ngoài ồn ào của ngoài đời thường hàng ngày bươn chải kiếm sống làm ăn được đủ kiểu trên đời nhé. Mình ra đây thì mình vừa làm này, mình ngồi mình cứ vặt từng cái đọt này thôi, nhưng mà nó cũng có cái sự tĩnh tâm cho nó các anh chị. Yên tĩnh mình ngồi mình suy nghĩ, vừa vặt vừa suy nghĩ đấy, mình làm được những gì, làm được những cái điều gì tốt đẹp chưa, và mình tiếp theo mình sẽ làm những cái gì đấy. Đó là cũng gọi là một cái sự nói như là một cái sự tu luyện đi đấy, tu luyện tĩnh tâm để mà mình nhìn nhận lại những cái gì. Đấy, bây giờ các bạn chỉ có phải là như này là gọi là cũng có sự tĩnh tâm không? Nhiều người họ ở thành phố, họ muốn sự yên tĩnh của nông thôn, họ muốn về nông thôn để chỉ có sự yên tĩnh. Nói như vừa rồi là có sự gọi là đi chữa lành đấy. Chữa lành đây là hình thức là tĩnh tâm để mình suy nghĩ, làm lại những việc mình làm, những việc tiếp theo mình làm. Đấy. Nhiều khi như thế này lại có, đâm ra lại có nhiều cái hay nhá. Thì nói và ngồi vặt như này thôi. Đấy. Vừa vặt vừa có khi tâm sự nói chuyện với các anh chị và cũng làm được việc cho mình, đồng thời mình cũng hưởng thụ được không khí ở ngoài tự nhiên, chim chóc kêu hót đấy, nghe cũng đã lỗ tai phải không anh chị, cũng sướng. Nên cũng hy vọng rằng nhà sư đó thì sẽ đi đến khắp nơi của trong đất nước Việt Nam mình và có sức khỏe để mà đi được nhiều nơi trong Việt Nam mình để gọi là giống như một cái sự động lực, một cái sự tác động để cho mọi người để sống tốt hơn, đẹp hơn. Đấy. Và chúc nhà sư thì cũng sẽ có sức khỏe dẻo dai nhé. Em thì cứ vẫn tiếp tục vào
theo cuộc sống đời thường thôi, tu luyện bản thân và cố gắng phấn đấu làm để phát triển kinh tế cho gia đình, đấy, lo cuộc sống hàng ngày đủ và mình có thể cảm thấy là ổn thỏa với bản thân mình là giống một hình thức là tu rồi, đấy, lo cho gia đình mình thì cũng là hình thức tu đúng không anh chị? Mình không thể cao siêu bằng các vị nhà sư rồi mọi người tu hành, nhưng mà mình cũng có một chút gì đó gọi là tu trong lương tâm của mình, đấy, tu tính tu tâm, đấy. Trên các bạn chỉ có tiếng máy bay đấy. Em cũng vừa làm vừa tâm sự của bác anh chị nhé. Đây, cái trên của chị đi đo tiếng nhiều không? Đấy, bắt đầu lú ra như thế là thời gian nữa là thôi là nó phóng ra trở tay không kịp đâu. Nên là chặn rồi nhưng vẫn không an tâm. Nên là cũng phải ra tiếp tục vặt bằng tay cho nó an tâm. Đấy. Các bạn chị cùng quan sát phía xa xa đấy. Trên kia là khu vực khu rét ở trên đó, nhà đông ở trên đó. Hướng này thì rẫy của bà con làm này. Đây có một khu vườn trước trồng cà mà, bị hư hết rồi, bây giờ trồng bắp và bây giờ cũng không làm gì luôn, để không quá chị này, ổn chưa? Đấy, các bạn chỉ có được cái thổ vườn để không như này mà trồng sầu riêng, trồng cây ăn trái thì đó, bên kia xa xa cũng có nhiều cái sầu riêng già đó. Trời hôm nay thì âm u, nó cũng tối nên là cũng không hình nó không đẹp lắm nhá. Lâu lâu đứng quan sát phía trên cao nhìn cũng thú vị quá chị. Bây giờ thì em lại tiếp tục công việc của mình với sự đam mê của mình và với sự tĩnh lặng. Cái nấm hồng ở trên này vẫn có xuất hiện nấm hồng rất nhiều quá chị này. Nấm đốm này sắp tới chắc phải mua thuốc về xịt nấm rồi xịt luôn cả cái nấm hồng này cho nó khỏi lên lan như lá như quá chị. Xong là mình xịt cái chỗ này là nó sẽ cháy lá luôn này. Đấy, bây giờ là trèo luôn vào trong thân luôn. Đó, đứng lên cây luôn. Cho cái cây tầm đọt này nó nằm ở xa quá nên là mình không với tới bên ngoài tới được các anh chị. Nên là buộc phải leo lên đây. Đây, những cái đọt non như thế này nó bắt đầu hút cẩn thận dinh dưỡng rồi nha các anh chị. Đó, leo vào đây bắt đầu mới tiếp tục vặt được đây, trên cao này. Thấy chưa? Đây, các anh chị cùng quan sát đọt này. Nên là buộc phải đi vào. Sau đó là vặt xung quanh. Đọt này nó le sáng như này là bắt đầu nó phóng rồi quá chị. Đó, mình có thời gian ngồi khảy như này thì nó nhanh, đừng để tốt quá là nó cạnh tranh dinh dưỡng. Như cái tầm này thì nó chưa cạnh tranh dinh dưỡng đâu, lúc nào mà lá nó bung ra bắt đầu nó mới cạnh tranh dinh dưỡng nhé. Đấy, nó giòn mình khảy nó sướng nha. Cái này nó đỡ được lâu quá chị. Mình chặn thì nó giữ lại trong một thời gian nào đó mà các bác chị phải tiếp tục chặn tiếp, còn không chặn nữa hắn lại phóng ra. Nhiều tuần vài ngày mà nó cứ gặp chặn mà gặp mưa nữa, là càng chặn mà gặp mưa thì nó càng nhanh ra các bác chị. Nó dạng một dạng phân bón thôi thì nó xuống, nó trôi xuống dưới gốc rồi bắt đầu rễ nó hấp thụ, nó đẩy lên lại đọt lại cứ đi rầm. Chặn mà gặp nắng thì được. Nhiều người họ tăng cường này, ví dụ như là ra hoa xanh này, hoặc là cộng thêm kali cho nhiều, đấy, kali nhiều để cho nó tăng cường thêm để cho nó hoặc là nó cháy cái lá non đi, nó cụp cái lá non lại nó không cho phát triển. Này, như cái này thì cái lá này ra cái này nó già luôn này, nhưng nó nhỏ mà nó ra cái nó già cứng rồi. Như lá này mà ra mà được già như thế là vừa mở lá mà vừa già như thế này là ngon các bác chị. Kiếm được thêm cặp lá mà đồng thời nó không ảnh hưởng đến trái. Nhưng mà nó mở ra mà đang non phát là nó số lượng ít thì không sao, số lượng nhiều là bắt đầu là nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và đồng thời nó sẽ đào thải trái trong cây này. Rồi nó còn méo trái, giật méo trái đủ kiểu. Đấy, nên là em cố ít, nên em cố gắng làm kiểu này đi để cho nó an toàn. Mình cảm thấy nó an toàn, đêm về ngủ nó ngon hơn. Đấy, đỡ đau đầu về cái vấn đề là đọt đi. Nên là mình mua sự an toàn nhé. Thời gian mình rảnh mình có và số lượng cây mình ít thì mình
mình mới phải làm như thế này, khỏi phải lăn tăn về cái trái trong gốc kia, trái trong cây kia. Đấy, nó rụng, nó đào thải, nó giật méo. Đấy, bây giờ sẽ xuống dưới và tiếp tục chuyển sang hướng khác. Đấy. Cái cành nhỏ mà các bác chị nhìn thấy đủ trái khiếp chưa? Đấy. Có nhiều trái cũng đẹp, nhiều trái thì giật méo lắm. Có nhiều trái thì như trái kia là hở cuống ra là vẫn chưa chịu rớt này. Nhưng em cứ đang để đó để coi tình hình cái trái nó còn số lượng trái như thế nào trên cây, mình căn chỉnh và mình sẽ bỏ bớt những trái méo. Bây giờ bỏ dần dần thôi. Đây một số trái ra sau này. Đó, trái sau mà như trái này với trái này là cũng đẹp nhá. Hai trái là tròn, còn trái kia hơi méo một xí. Nên ra đó là ra sau đấy. Đây cũng là một hình thức là tập tính kiên nhẫn đấy các anh chị. Này ai có tính chịu khó kiên nhẫn thì lúc đó mới ngồi đi vặt từng này thôi. Chứ nếu thật sự các anh chị nếu mà bình thường mà ấy thì xịt phát cho nó xong chuyện nhanh hơn, khỏe hơn. Nhưng đi làm này mất thời gian. Một cây này vặt lâu lắc chứ phải giận đâu các anh chị. Nhưng mà mình lại có theo một cái chiều hướng khác nên là mình ngồi mình làm này thôi. Đấy. Đây là bị hiện tượng cái gì này, toàn là cháy mép lá. Đấy, rút cuộc phía trên rồi cũng đã gần ổn hết rồi. Đấy, xung quanh này cũng bật gần hết rồi các chị. Đây, còn khuôn viên này một phía ngoài là một xí nữa thôi. Đấy, này. Bên kia, cây bên kia thì cũng còn một ít đó nữa là xong rồi. Còn mấy bên này em cũng vặt ở phía trong ra rồi nên là không quay, không chia sẻ. Hôm nay sẵn đấy, đây ra buồn buồn thì ngày hôm qua thì cũng đã tiến hành chèn trái quá chị. Đấy, chèn xốp kìa. Chèn xốp trắng đó. Thì hôm nay lại hết việc rồi. Lại bắt đầu là ra vặt. Nên ngồi không ở nhà cũng làm gì quá chị. Là cứ ra chăm sóc nó. Đây, hiện tượng bị cháy mép lá rất nhiều này. Không biết là vì nguyên nhân vì sao. Nó phóng cửa này là nó phóng nhanh lắm. Mưa bên này cũng đêm có mưa nữa. Nên cái mưa liên tục là đạm nhiều, dư đạm nó có đẩy ra. Mà mình vặt sớm quá thì không biết có trái nó lại phì, nó cứ chết chợ. Nhiều khi để cho nó bung ra gần mở lá bắt đầu là xử một phát là nó rụng. Thì nó đã đẩy trên giường ra lá, nó ướt rồi nó cũng đỡ. Mà mình làm như thế này thì không biết có hiệu quả hay là phản tác dụng đây. Nhiều khi siêng quá đâm ra là phản tác dụng, không chết dở các anh chị. Đẩy cho trái mèo, trái dư đạm nó phì gai, phì nứt gai trái nó thì cũng dở. Đây cũng gà hàng xóm sang bươi gốc của sầu riêng nhiều quá chị. Có mấy con gà rừng bắt về nuôi nó, bây giờ nó thành gà nhà nó rồi, nó chạy nó bươi nó phá. Này, khi mình cẩn thận kỹ xí thì mấy cái nhỏ nhỏ đây em cũng khảy luôn cho nó được lâu, đỡ phải thời gian nó lú ra nữa, nó mất công mệt. Bây giờ lè sáng mắt luôn. Lúc đó sầu riêng chắc trong vườn này trồng dày, nó đông con nữa. Nó sẽ kín luôn. Lúc đó mình muốn lên vặt chắc cũng không leo được đâu. Trồng dày nó sẽ đan xen nhau, nó kín quá chị. Nó kín quá là mình cũng không thể mà trèo thang lên mà vặt được.
đó thuốc, xịt thuốc, xịt đồ, không biết kiểu xịt kiểu gì, phải à, phải à, làm hệ thống xịt tự động kiểu gì mới đi, bớt đi cái tác động trực tiếp của thuốc vào trong, ảnh hưởng đến cơ thể con người mình. Chứ mà làm thuốc, nếu không xịt thuốc thì sâu rồi đầy đẹp các thứ là nó phá hết. Mà xịt thuốc nhiều quá thì cũng ngấm bữa ít nó vào trong cơ thể mình rồi, cũng khổ. Cái đồng tiền trước mắt thì mình thấy có hả, thấy lợi nhuận là mình, thứ nhất mình cũng cần cần chút chút vốn, chút tiền để nó có cái sự vững chắc, nên là mình phải chấp nhận đánh đổi để lao vào mà làm quá chị. Khi kiếm được chút vốn rồi thì lúc đó thì mình sẽ nghiên cứu các phương án an toàn và lâu dài hơn. Chứ làm sầu riêng thì nói chung là cũng thúc thường xuyên, thúc dưỡng, thúc nấm, thúc kiểu đủ kiểu bên cái đời hết. Đấy, cái con gà nó ngồi nó cấy, gà rừng, lai rừng. Nghe nó hót thú vị đúng không chị? Chim trầu màu này, chim bìm bịt này, chim này chim kia thi nhau hót. Vừa rồi cũng quay chia sẻ được thời kỳ làm bông quá chị, làm mất cua thì đọt cũng đi, bắt đầu là chặn chặn cho đến lúc nó phóng mạnh quá thì chặn không nổi nữa, bắt đầu là chuyển sang vặt. Nhiều các anh chị bảo là dùng các loại thuốc mà chặn cho nó khỏe, chứ cần gì phải đi vặt cho nó mệt. Cái tâm trạng khác, nhiều khi mình muốn là đi ra mình làm, mình sẽ có cái phương án giải trí của mình đấy. Nhất thứ hai nữa, nói chung một lần xịt thuốc chặn đọt này cũng mất mớ tiền nhưng anh chị, số lượng ít chứ số lượng nhiều cũng mất nhiều tiền lắm nhá, chứ đâu ít đâu. Nhưng có nhiều nhà người ta ăn ít, người ta thuê công về người ta vặt luôn, nên nó đỡ đỡ đến hại đến cây. Đấy. Chú gà xiên cấy. Các anh chị ở thành phố làm gì có cái cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên mà tiếng chim kêu này, tiếng gà gáy này. Tiếng gà gáy gọi bạn tình đấy. Và có thể là trải nghiệm được ngồi đi cầm từng tầm tay mà vặt từng cái đọt sầu riêng non như thế này, nó cực kỳ nó thú vị. Đây, nhiều khi có những tâm trạng mà nó không được vui không, rồi mình có thể là mình ra ngoài đây mình ngồi mình làm như thế này là có một phương án để xả chết này, nên gọi là phương án chữa lành đấy. Người ta cứ hay nói là cái chữa lành, em cũng chẳng biết cái chữa lành kiểu gì, nhưng mà người ta bảo đi chữa lành đấy, nó đi tĩnh tâm, đi tìm nơi yên tĩnh, tìm nơi bình an, là tĩnh tâm lại sau khi khi bình tĩnh, tĩnh tâm lại và đầu óc nó trở về cái chỗ trạng thái là cân bằng thì lại quay tiếp tục về lại với cuộc sống đời thường đấy, lại tiếp tục bươn chải làm ăn đấy, thú vị. Đấy, các bác chị nhìn thấy không? Đấy, chú gà đó là gà rừng nhá, nhưng mà được bắt về nhà ấp rồi cho gà nhà ấp, và sau đó bây giờ là lớn đi theo gà nhà luôn, mà gà rừng nó cũng đạp mái gà nhà luôn, lại tiếp tục lai ra lại lối gà rừng.
gà rừng là xiên xiên gãy đấy chứ, cái bản năng của nó xiên gãy nhỏ nhưng mà nó lại có vỏ, nó khỏe. Đấy, phía trên cao này còn một chỗ là em sẽ di chuyển thang sang sang phía này, và vài cái mấy cái đọt này là xong cây này. Còn cây bên này thì dễ hơn này, cây này thấp hơn này bác chị, thấp hơn. Mà bên trên thì nó có lù 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 đó, thì xoay một vòng nữa thì chắc là buổi sáng này sẽ giải quyết cho nó xong cái cây này để mang cái thang về nhà. Và ở nhà thì cũng có ba cây, nhưng mà có hai cây hiện tượng là mình chặn đọt nó vẫn quẹo lại rồi, nhưng mà nó vẫn cứ thấy có phóng phóng sáng sáng nên là cũng chưa an tâm lắm. Nên khả năng là cũng chuyển cái thang về nhà và sẽ kê trái, và đồng thời là sẽ vặt cho nó luôn, cho nó an tâm luôn. Đây, cái này tập phim ngày hôm qua em chia sẻ với anh chị này, đó là cái trái này nó dài, nó hơi dài quá khổ nhá. Đấy, thấy chưa? Nhưng mà mình đang kìm hãm nó bằng phân bón NPK, trong đó có hàm lượng kali cao này, là 18% kali này, 12% đạm và lân. Đấy. Thì kìm hãm nó sự phát triển nó lại để cho nó bớt 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 dài đi, để nó phát triển chiều phì, xong rồi sau đó mình sẽ tác động phân ba số vào là nó sẽ cân bằng, nó sẽ làm tròn trái và tăng cường những cái phân vi lượng khác. Đấy, vậy là em đã vặt xong hai cây ở ngoài đường này các anh chị. Cái bên này ở phía ngoài này. Đấy. Bên trong này cũng đã vặt sạch sẽ rồi. Bây giờ thì cũng gần 12 giờ rồi. Và cô vặt cố cho xong cái này để mà lấy cái thang này về nhà để xử lý ba cây ở nhà luôn, nên là gắng bây giờ là gần 12 giờ. Đấy, sau khi làm ở ngoài kia vì trưa quá rồi về ăn cơm trưa xong với con chị, sáng chiều thì bây giờ anh để tiếp tục làm ở vườn ở nhà đây. Thì vừa rồi mưa trưa thì nó có một trận mưa. Đấy, các bạn chị nhìn mưa xong đất trời. Ướt đậm đất rồi. Cứ một hai bữa mà nó cho một chân gân mưa vào thì cực kỳ mát luôn. Đây, những trái sầu riêng là vẫn đang tiếp tục phát triển, mà sầu riêng ở nhà thì nhìn có vẻ là màu xanh hơn ở ngoài vườn của kia nhiều nhá. Và sự phát triển của nó nhanh. Đây, mấy trái kia có chị theo. Tròn đều hết, tương đối là sầu riêng ở nhà đấy thì nó không dài lắm mà cũng phát triển tiểu to, và đồng thời là nó mẫu trái nó cũng tương đối là đẹp. Đây. Hai quả này nhìn các bác chị nhìn, một quả này thì trước bảo là nhỏ nhỏ chậm phát triển này. Quả này nó bây giờ thì thấy lại bắt đầu là to to hơn này. Còn quả này thì nó chậm lâu không phát triển. Bây giờ các bạn chỉ nhìn thấy nó đã hở cái cuống này ra này. Thấy chưa? Đấy. Bắt đầu đầu đào thải xong. Đấy, thế ra đi mất một trái nữa. Nhưng mà cái trái mà nó chậm phát triển là kiểu gì nó sẽ đào thải các bạn chị. Đấy. Đấy. Mấy trái này thì cũng tương đối rồi. Bây giờ thì sẵn ra là mình chèn xốp cho nó luôn nha các bác chị. Mình sẽ chèn những cái trái đây này, cái trái này, những cái tương lai cái trái này nhiều khi nó đi thẳng này chứ cũng to, con trái này nó nhỏ hơn là kiểu gì đôi lúc là nó sẽ đào thải cái trái này nữa này. Nhưng bây giờ thì nói chung là đào thải trái eo thôi, còn này những trái chính mà tròn trong kia, gần kia 5 trái thì nó cũng phát triển cũng tương đối đều, cũng có một trái eo đó. Trái này thì cũng thế này, 4 trái nó cũng tương đối đẹp. Đây. Thì cũng mập. Đấy, nhìn cũng đã nha chị, ra cũng có hiện tượng màu xanh. Sau này em sẽ tiếp tục tăng cường cái combi của Thái, dạng gói nhỏ các chị, thì nó sẽ tạo cái màu da bên ngoài nó xanh. Cho năm ngoái cũng thử nghiệm là ba cây này là sau vườn nhà thì sau khi dịt một thời gian, đến lúc mà có cây sau cùng kia là trước là nó bị vàng khè luôn, nhưng mà đến lúc thời kỳ mang đi bà mà ra gọi là khi xuất bán thì nó lại trở lại màu xanh. Đấy, cực cũng đẹp, cũng khả năng là do cái combi cái Thái nhỏ nhỏ các anh chị, em chỉ tăng cường được cho nó. Đây vẫn có hiện tượng là đỏ cái gai nhá, đó, cái gai đỏ này nó vẫn tương đối là chậm phát triển. Cây này thì nên chúng còn bốn mấy trái nữa mà trái cũng tương đối tròn đẹp. Đấy, thang thì đã vận chuyển thang ở ngoài kia về đây rồi, chưa vác về luôn. Này, các bác chị thấy đọt này, đọt này có nhiều cái đọt là muốn mở ra rồi nhá. Nhiều đọt thì mình cái đây cũng đã tiến hành xịt chặn đọt rồi nhá, nó vẫn có hiện tượng queo đọt này, nhưng mà nhiều cái nó sung quá nên là nó
nó đọt là nó vẫn muốn, nó muốn bung ra đây. Thấy chưa? Để em cho các chị xem cái phần phía trên này, phía trên này nó bung mạnh lắm. Đấy. Đây. Đây, các chị nhìn thấy này, cái số nó quăn này. Đấy, số nó bung này. Thấy chưa? Quá trời là đọt luôn. Nhưng mà nó vẫn có hiện tượng là quéo lại nhá. Nhưng mà mình thì ít cây nên là mình cũng muốn cho cảm giác an toàn cho nó khỏi phân vân về vấn đề sầu riêng đi đọt. Nên là mình ra mình vặt luôn. Đấy, đây là những trái còn sót lại. Cây này thì còn tầm 32 trái đấy. Đây vẫn có hơi dài dài hơn một xí có chị. Nhưng vẫn có hiện tượng đỏ gai bên ngoài nhá. Đấy, bên cái này không biết là do mình xịt thuốc vào đây trực tiếp hay sao mà nó đỏ gai này. Đấy, phía trên này. Đó, cái trái kia rỡ hở cuống mà nó vẫn không rụng này. Trái này cũng hở cuống này mà bây giờ nó còn nửa cuống này. Đó, nửa cuống mà nó vẫn không rụng nhá. Nó bây giờ nó phát triển to ra rồi. Này, đọt này. Mình như các bác sĩ. Chẳng sẽ đứng được thời gian. Nói chung mình chặn thì nó đứng được thời gian nhé. Rồi sau đó nó sẽ tiếp tục phóng. Đấy, bộ lá thì tương đối lại ổn. Thì còn ít trái thì lá thì lại xanh trở lại. Yeah. Cô bác anh chị cùng xem quan sát lại này. Phía trên thì cũng có một số lú lú ra thôi này. Còn bộ lá thì nói chung như thế này cũng gọi là đang ổn lắm rồi. Để mà nuôi trái. Nhưng mà mỗi tội là trái còn ít quá, còn có 30 trái. Như cây này năm ngoái cũng 60-70 trái, nhưng sau dần nó rụng dần đi nữa đến lúc còn có 30 mấy trái, nó bằng như năm nay. À, còn cây này cũng hiện tượng bắt đầu là phóng đọt này. Thấy chưa? Đọt ra các cái nách của nó luôn. Đây. Đấy, nên là em đi cấp tốc để em xử lý ngoài kia để vác thang về. Nên làm hơi quá trưa, gần đến 12 giờ mới về. Đấy, sự tâm huyết. Đây, còn cây này còn có 16 trái, một trái nằm sát thân, còn lại 15 trái thì nằm ngoài, thì nó cũng tương đối là phát triển cũng đợi rồi. Nhưng mà gai là ở nhà là lại có hiện tượng là gai đỏ nhá. Trái thì nở đều nhưng mà gai là bị đỏ, nó có chị thấy không? Đó, đỏ gai bên này, trái gai đỏ này. Nó lại gặp không vật vấn đề này thì nó lại gặp vấn đề khác. Đấy, trái tròn đều đẹp nhưng mà lại bị đỏ gai. Đấy, còn sót là 15 trái, 16 trái. Để cho nó còn 15 trái đi. Lá thì cũng ổn rồi. Đấy, lá bắt đầu là nó phục hồi. Nó xanh lá trở lại rồi nhưng mà. Nhưng mà bây giờ trái thì hết mất rồi. Đó, nó đi cắt lách luôn rồi. Cái này mà nó khi mà nó phóng ra được rồi một phát nữa là mình cạn không kịp nó đâu quá chị. Đấy, đứng lên trên này với bên nhìn thấy được hết là cái đọt nó đi cờ nào cũng quá chị. Tuy mình chặn nó queo lại rồi nhưng mà thấy đọt quá trời luôn. Như này là nó gọi nó đang ngủ quá chị này. Nó đang ngủ, tạm thời nó ngủ nhé. Nhưng mà khi mưa nhiều như thế này thì nó trỗi dậy lúc nào đâu. Nói chung không biết được. Đấy. Trên cao kia phải trèo vào trong với đồng mi mới được. Một số cành nó bị xì mủ ngay những cái nách cành các bác chị. Đó, cây này bị mất 1-2-3 cành, 3 cành gần nhau luôn, bị xì mủ cái mủ trắng. Mấy cái đó xì một tí rồi thôi nhưng bắt đầu là dần dần nó lan ra một mớ rộng luôn. Cây bên kia thì cây bên này thì đỡ hơn các bác chị này. Yeah, nhìn toàn cảnh thì cây này bên này nó ít hơn, nó ít bị hơn. Đấy, các anh chị cùng quan sát lại cái khuôn viên xung quanh khu vực nơi em ở nhá. Đấy, cột phát sóng này. Yeah. Phía xa xa cái góc kia, ở góc đó thẳng trên kia đó là chỗ nhà ông già của em. Ở góc này thì nhà ông già vợ là qua cái bờ đó, đi thẳng qua cái hồ trường kia. Đấy.
quay lén khuôn viên của khu nhà của hàng xóm. Đằng sau này cây này đấy, nhưng mà sẵn ra làm việc rồi à, làm vườn à, chia sẻ cho các anh chị cùng thăm lại dàn diễn viên để tự sầu riêng. Và theo như các bác anh chị mà chặn đọt mà nó cứ quéo quéo lại như thế này rồi á, thì mình có cần phải vặt đi không? Này, nó quéo hết rồi nhá. Đó, nó quéo, nó gọi là bia hiện tại như thế này là hắn đang ngủ hết rồi. Nó đang ngủ, nó quắp quắp lại, nó ngủ hết rồi. Nhưng mà cái bộ lá ở vườn nhà thì bây giờ bắt đầu mới xanh trở lại, thì em thấy em sợ cứ chặn mà chặn miết là nó sẽ ảnh hưởng đến bộ lá. Nên là với là cái trái ở trong nó cũng bị đỏ đỏ gai đó. Nên là em sẽ tiến hành là vặt thủ công, không biết như này có ấy không, nhưng mà theo như em nghĩ thì cái phần chặn đọt của mình làm chặn đây thì nó vẫn có hiệu quả rồi, chứ không phải không có hiệu quả đâu. Nhưng mà mình không an tâm thì mình mấy thôi, nếu mà như thế này thì cứ một tuần chục ngày chặn lần, chục ngày chặn lần thì nó nằm ngủ biết thế thì nó cũng không phát triển được, thì mình không cho phát triển được thì cũng nằm nguyên vị trí đó. Nó bây giờ bắt đầu là trời lại có mưa tiếp này thì không phát triển được thì đỡ công mình ngồi vặt. Cái vặt này thì nói chung cũng mệt, cũng lâu đó. Như cái mấy cây ngoài vườn kia lại tính ra là ít hơn, nó thừa hơn. Còn những cây nhà này nó đều các cái nát của nó là đều ra hết mà, nên là cũng vặt cũng mệt. Ôi, trời bắt đầu lại mưa, em thì vẫn tiếp tục vặt đọt cho nó, mưa thì chạy vào nhà. Thì cũng chia sẻ video cũng hơi dài rồi, thì cũng xin phép kết thúc video tại đây nha. Mọi đóng góp của bác anh chị xin đóng góp ý kiến. Rồi, em cũng xin phép kết thúc video đây các anh chị. Nếu thích video mong rằng các anh chị ủng hộ cho bằng một lượt tương tác nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo, xem cái dàn diễn viên điện tử này nó sẽ thay đổi như thế nào, nó phát triển đến đâu nhé.